sâu ngầu. Sâu sâu ngầu. Sâu ngầu, ngầu quá. Ê, ê, cẩn thận xuất sinh. Đáng không ăn kỳ vậy, vợ thương vợ hơn cái trời. Trời, đúng rồi, gì vậy? Xong rồi đi ra. Beautiful. Good job on you. Wow. Oh my god, it's so beautiful. Cái xe này nhìn trên hình lúc mà mình đổ xe là ngày nào cũng là bạn Thái gửi hình cho từng món một. Cái xe này làm rất là nhiều luôn á bạn. Từ cái bây giờ trước tiên là lốp 35 inch nè ha. Vành 17 cái gì padlock nè. Mình có nâng gầm 2.5 inch nè bạn. Chắc nói thì bà xã chẳng hiểu gì. Ok, đơn giản cho bà xã nha. Xe này màu kem như bà xã thích nè. Yes, à, yes. Bánh thật là bự. Yes. À, trông rất là ngầu. Yes. Rồi xong phim. Đó, xe của bà xã. Mọi người ơi, có xe đi đánh cầu lông rồi mọi người ơi. Oh my gosh, look. Ôi đẹp thế. Thiệt luôn hả? Yeah. Oh wow. Look at that. Oh my. Thì xe rất là God. Cao cho nên là chơi luôn cái bước điện. Hay quá luôn á, bữa hổm leo lên không nổi. Bữa hổm leo lên không nổi, bữa nay là sếp đến để cho cái bước điện. Nè, có cái tay cầm luôn. Cái tay luôn nè. Oh, look chích xích ra. Đó, bước được lên luôn nè. Bữa hổm sếp nói bữa hôm leo không được, ổng phải bồng lên, ổng đứt dây chằng xong rồi giờ về ổng cho thêm cái bước điểm để ổng khỏi bồng mình lên đó. Thấy là chưa? Đúng rồi. Oh wow, đẹp quá. Nhìn bên ngoài nó đẹp biết hơn bao nhiêu á. Nhìn bên ngoài nó bự hơn bao nhiêu luôn á. Với cả vì cái màu kem sáng này nữa làm xe nó còn rất là to luôn á. Chồng có đi dài thêm cái vẻ xe. Là cái xe này chồng thiết kế hết luôn á hả? Đúng rồi. Giỏi vậy, ngầu quá vậy. Đêm vừa ngủ là chồng thiết kế đó. Thiệt luôn á hả? Oh my gosh, really? Yeah. Oh wow. Đẹp quá chồng, I love it so much. Có xe đi cầu lông. Đằng sau đây nè vợ ơi, ra đây, đằng sau đây chồng chỉ cho hướng dẫn xe một chút xíu nha. Vâng. Gắn nghe nhá, đừng có ngủ nha. Vâng. Hơi chán á. Vâng. Ở đây là cái para thiết kế luôn nè. Cái para này thiết kế theo cái xe này luôn. Vì là mình có cái nắp thùng ở đằng sau á. Cho nên là cái ba này nó sẽ đi dài ra ngoài một chút xíu để mình có thể đóng nắp được. Cái này là cái thảm chống lầy trong trường hợp mà hai vợ chồng đi phượt mà để xuống dưới cái bánh đó hả? Đúng rồi, đi cát hay cái gì để xuống bánh đó. Wow. Đó, đằng sau cũng là vẫn là lốp all terrain 35 inch ha. Đó, rất là bự luôn. Phuộc zin của bên chip Fox nè. Đi ra đằng sau đây. Đó, đẹp không? Đẹp quá luôn á. Mấy cái logo này chúng cũng làm màu đen luôn nè. Yeah, can we... nghe cái ông bố không? Đó, we removed this one. Yeah, okay. Ra bên này thì mình sẽ... ra bên này, nhờ vợ thấy cái vè không? Cái vè này là chồng cho nó rộng ra nè. Ồ, đẹp quá nè, cái này đẹp nè. Đúng rồi, cho nó rộng ra một chút xíu nè. That's so nice. Nhưng vợ thấy là cái lốp xe nó cũng ra ngoài một tẹo ha. Cái này là bình nước và bình xăng. Để mai mốt mình có chở mấy cái xe cào cào điện á thì mình cho lên một cái thì họ cả xe máy thì có xăng extra và có nước thì Yoda cho Yoda uống ha. Wow. Đó. Đẹp quá gì nữa ta?
tập nhiều quá quên sửa hết rồi. This is so beautiful. It is, right? It's so beautiful. Cái này cho mấy người mà thật sự là ngại đi bước lên xe cao, mình có cái bước điện. Đẹp quá. Nó gấp vào một cái là trông như là zin luôn. Đẹp không quá. Biết luôn. Đẹp quá luôn á. Để đi được cái lốp xe này mình phải lốp vào cái bánh xe này mình phải nâng gần lên một chút xíu để cho nó cân bằng ha, để cho nó đẹp đi địa hình á, nó không có chạm lên cái vẻ bên trên này, cho nên là chồng nâng nó lên 2.5 in Teraflex và có cái how to say the, cái steering để cho nó chắc hơn cũng... cái màu lốp lốp bao nhiêu bánh bao nhiêu sơ rồi in 15 in 15 in như này rồi, rồi còn gì nữa thì đâu phải không ta. So nice, baby. Vậy chỉ biết nó là đẹp thôi. But can you tape this in into this color too? I wanted to do, but nó bảo là nên, nó không nên làm. Thì nó phải lấy ra thì dỡ nó bị gãy. Nhưng mà cho ai chắc chồng làm sau được. Cho nó chồng làm sau được. Yeah. Đẹp quá. Nè, cái ống bô nè. I can turn it off. Yeah. See? Now it's off. Ông bồn ghê thiệt chứ. Xe à? Xe ghê thiệt okay. Chứ. Oh. So lovely, I love the face of it. I love this thing. Why did you turn it off? Huh? Put it on. So ngầu. So ngầu. So ngầu, ngầu quá. Ê, cẩn thận xước sơn. Gì vậy, xe của bộ mà. Ủa, xe của bộ mà, kỳ vậy. Nhưng mà tặng ta rồi, còn cái vụ này nữa. Muốn chơi vụ đòi quà. Nói là tặng vợ thôi, nhưng mà người chạy là người này. Cho nên là, ấy, đứng xa ra một chút xíu. Không, bình cái áo của vợ. Quần nè, quần trắng nè. Quần trắng à. Không, ủa, tặng ta rồi mà. Tặng rồi mà, kỳ vậy. Vợ thương vợ hơn cái. Trời. Trời, đúng rồi, gì vậy. Ủa xí, có vụ đó nữa hả? Cho vợ ra gì hả? Không được hả? Cảm ơn chồng. That's so cool. Rồi nha. Oh, here we go. Champagne, of course. Vợ có thích không? Mình còn tưởng đâu là vợ có thích không? Câu hỏi đây là vợ có thích không? Nhà hàng. Có, dĩ nhiên rồi. Thì, I like it. Mission accomplished, đã đặt được mục tiêu. Đúng không? Bây giờ ai thích ai đặt trước thì đâu. Tưởng đâu nhà hàng xin chiếc xe đi đánh cầu lông mà chồng chơi sợp mà ai nhà. Để Huy nói với mọi người cái thời gian mà thuyết phục cho cái xe này rất là lâu nha. Trước tiên là bà xã không thích chạy xe máy nè, không thích đi ngoài bụi nè. Thì là năm vừa rồi là Huy phải ở Berlin là Huy cho đi xe máy một vòng. Xong rồi mỗi ngày tiêm một chút xíu đến lúc mà có một lần là vài tháng vừa rồi là chỉ cho bà xã cái hình xe Jeep. Xe này ngầu ha, vợ chồng mà đi đi cào, đi phuộc nọ chắc cũng đẹp lắm ha. Xong rồi dắt qua showroom chứ. Dắt qua show xem chơi thôi. Đồ độc từ á. Gặp thằng này ra chỉ cho mày và... Có nghĩa là có chiến thuật đàng hoàng đúng không? Để đúng đưa vô chuồng. Đưa vô chuồng đặng rồi góp cuộc ngày hôm nay mày đặt kêu đi tặng chứ thật ra là cho ổng đó. Không, cho hai chúng mình. Thế à? đâu giả bộ thử nói thử câu kia coi. Vì là cái hợp đồng là 80 năm trả góp cho nên là chồng không đi đâu hết chứ. Cái đó là một cái secure cho security nữa. Xin chào các bạn, và bây giờ đứng bên cạnh mình là anh Huy và chị Vân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi anh chị là lý do tại sao anh chị lại quyết định chọn chiếc xe này. Thì em xin chào anh chị, thì em đang không biết là tại sao anh chị lại quyết định chọn chiếc xe Gladiator này ạ. Tại sao vợ lại quyết định chọn chiếc xe này ta? Tức là từ khái niệm ban đầu của anh chị là quyết định chỉ chọn chiếc xe đi đánh cầu lông thôi đó. Nhưng mà nếu mà tính ra chiếc xe này thì anh chị sẽ ngoài đánh cầu lông anh chị còn thấy đi trải nghiệm rất là nhiều thứ nữa. Đúng rồi, thì cái xe này thật sự ra là Huy rất là thích. Vì nó có một cái lịch sử rất là ấn tượng. Nhất nó liên quan đến cái chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ và Đức đó. Huy người Đức mà. Thì cái xe này cái chiết khấu của nó, cái gốc của nó đã được thiết kế ra để kết cấu của nó đã được thiết kế ra để đi được mọi nơi, rất là tự do. Mình muốn leo núi, mình muốn đi bình thường trong thành phố hoặc là đi xuống nước cũng được luôn. Thì Huy nghĩ là rất là hợp với cả cái tính cách của Huy. Huy cũng rất là value cái freedom. Nói chung là tóm lại là hai vợ chồng rất là thích trải nghiệm. Huy rất là thích những hoạt động ngoài trời và cũng rất là thích thể thao. Đúng rồi. Và
khi mà chọn một cái chiếc xe đó, thì cái tiêu chí của hai đứa vẫn là làm như thế nào để có thể trải nghiệm một cái lifestyle về thiên nhiên tốt nhất và gần gũi nhất. Thì với những cái loại xe trước đây thì chủ đích thì nó cũng là trong thành phố hơi nhiều. Thì khi mà lên một cái tiêu chí để chọn một cái chiếc xe mới thì hai đứa cũng cân nhắc rất là kỹ để chọn một cái chiếc xe nào mà có thể đưa hai đứa đi một cái hành trình khám phá. Bởi vì cả hai đều rất là thích trải nghiệm thiên nhiên chẳng hạn, rồi đi những cái hành trình lên núi, lên rừng, rồi xuống biển. Thì đó là những cái hành trình mà hai đứa đang nhắm tới cho một cái lifestyle để có được những cái kỷ niệm cho hai đứa về cái lifestyle cuộc sống. Cái dự kiến của anh chị là khi đi chiếc xe này sẽ đi đến đâu ta? Có thể là đi anh chị liền. Sẽ đi có thể là anh chị sẽ đi Tây Bắc, bởi vì thực ra là người sống ở đây cũng khá là lâu rồi, mà anh Huy thì cũng ở bên Đức mới về nữa. Chị thì tất cả mọi người cũng biết là 20 mấy năm qua chị tập trung vào công việc rất là nhiều, rất là tập trung. Thì từ khi mà có Huy đồng hành thì bắt đầu chị mới cảm thấy được cái chất lượng của cuộc sống của mình cần phải có thêm nhiều thứ khác chứ không phải là công việc. Thì tụi chị bắt đầu thích khám phá hơn, và thực sự đến thời điểm này thì chị vẫn chưa biết Tây Bắc là cái gì hết. Chị chỉ đi xa nhất là tới Hà Nội thôi, cũng có đi ra tới Ninh Bình, cũng có những cái chuyến đi Ninh Bình để quay phim thôi, mà chủ đích là chỉ có làm việc thôi chứ chưa có bao giờ trải nghiệm để thấy Việt Nam mình nó đẹp tới cỡ nào. Cho nên Huy đã hứa rằng là nếu như vợ cho chồng lấy cái chiếc xe Jeep này về thì chồng sẽ đưa vợ đi một chuyến Tây Bắc. Cái này vợ nói. Nhớ nha, cài vô miệng trước đi. Rồi đó là có nghĩa là chắc là hành trình gần nhất đây có thể hứa hẹn là Huy Vân sẽ khám phá một cái chuỗi đường đèo ở ngoài Tây Bắc để xem nó gọi là sao, khó khăn như thế nào, và cái sự trải nghiệm đến gần với thiên nhiên nó sẽ đẹp như thế nào, và đang rất là háo hức cho cái việc đó. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều những chia sẻ nè. Dạ, chúc anh chị có một chuyến đi rất là thú vị và những cái hành trình thật sự rất là để đời luôn. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn em. Cảm ơn nhiều. Bye bye.